Thưa quý vị, ngay sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng khởi đầu phát loạt phóng sự điều tra làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện, coi chừng tiền mất tật mang, Đài Đà Nẵng TV đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri thành phố, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là cử tri thành phố thường xuyên theo dõi chương trình thời sự trên kênh Đà Nẵng TV, ông Lê Văn Đầy cho biết ông cùng những người bạn đã xem hết 2 kỳ của phóng sự và mong muốn các cơ quan chức năng thành phố tiếp tục theo dõi và xử lý dứt điểm để răn đe các cơ sở khác có hành vi vi phạm. Qua theo dõi truyền hình cũng như báo chí thì tôi thấy cái cơ sở thẩm mỹ quốc tế đã vi phạm về cái hệ thống kinh doanh. Đã xử lý thì đề nghị tất cả các cơ quan chúng ta nên xử lý triệt để. Cần thiết chúng ta cấm hoạt động để đảm bảo tay mặt kiểm tra đúng theo quy định. Theo phản ánh của nhân dân á, thì các cái cơ sở này hoạt động đã lâu rồi giữa trung tâm thành phố. Nhưng mà là cử tri thì chúng tôi nghĩ là vì sao mà phát hiện chậm như vậy. Và sau khi mà phát hiện xử lý thì đến nay là cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động. Thì đứng về mặt cử tri thì chúng tôi cũng mong là chính quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có những cái biện pháp, giải pháp kiên quyết hơn để làm thế nào là dẹp các cái cơ sở mà hoạt động trái phép mà nó gây tổn hại đến cái sức khỏe của người dân. Với tinh thần cầu thị và mong muốn xử lý triệt để tình trạng các cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép nói riêng và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế nói chung, ngành y tế Đà Nẵng kêu gọi người dân tham gia tố giác đến cơ quan chức năng để kịp thời chấn chỉnh và đề nghị người dân cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo để rồi tiền mất tật mang. Cũng thông qua đây cũng là một lời cảnh báo cho tất cả người dân, chúng ta lưu ý khi chúng ta sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, chúng ta phải biết là cơ sở đó có hợp pháp hay không và có cấp đã được cấp giấy phép hoạt động hoặc là cấp cái giấy cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, mà cụ thể là phải được Sở Y tế cấp thì chúng ta mới được thực hiện các cái dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, để công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thiết nghĩ cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, phường và các tổ chức cá nhân có liên quan, đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý. Đồng thời, mọi vi phạm phải được ngăn chặn, xử lý kịp thời, triệt để, công khai, công bằng theo đúng quy định pháp luật.